23 tháng 5, tàu Hữu Liêm của Trung Quốc bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào mạn trái của tàu HP-926. Với ưu thế hơn về tốc độ, tàu Hữu Liêm 9 của Trung Quốc đã tiếp cận hút đẩy nhiều lần tàu HP-926, nhưng tàu đã chủ động né tránh. Tuy nhiên, tàu của Trung Quốc vẫn hung hăng đeo bám đến cùng, nhiều lần trườn lên tì đè vào mạn trái, mạn phải của tàu HP-926 của Việt Nam. Đằng sau tàu HP-926 còn có tàu hải cảnh 3701 của Trung Quốc kèm sát và liên tục tìm cách cắt ngang mũi của tàu ta. Cú đâm với vận tốc trên 10 hải lý đã khiến tàu HP-926 của Việt Nam bị hư hại từ khoảng sườn 27 và đến tính mạng của cán bộ kiểm ngư viên trên tàu. Trong những ngày qua, Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng áp lực lớn phun vào các tàu kiểm ngư của Việt Nam. Ngay cả tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc cũng được huy động số lượng đông để tham gia phun vào các tàu kiểm ngư cũng như tàu cá của Việt Nam một cách đầy khiêu khích. Nó ném bằng cái vật dụng vào bên nó. Một phương thức mới tấn công của tàu Trung Quốc đó là ép sát mạn tàu của ta, sau đó ném các vật cứng. Ngoài việc các tàu của Trung Quốc chủ động tấn công đâm va vào các tàu kiểm ngư cảnh sát biển của Việt Nam, Trung Quốc còn huy động thêm các loại máy bay quân thảo bay tầm thấp từ 300 đến 500 mét, cùng với đó là các loại tàu chiến đấu nhằm thị đâm va vào các tàu của Việt Nam bất cứ lúc nào. Mỗi khi tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của Việt Nam tổ chức tiến gần vào khu vực giàn khoan của Trung Quốc khoảng 7 đến 8 hải lý, thì các tàu của Trung Quốc lập tức đồng loạt tổ chức đâm va và phun nước. Có lúc tàu của Việt Nam còn bị tới 5 tàu của Trung Quốc bao vây, đâm và phun nước. Và đây là hậu quả thiệt hại rất nặng nề của các tàu kiểm ngư của Việt Nam sau khi bị các tàu của Trung Quốc chủ động tấn công đâm va.